Nhằm chủ động phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các trường học trong dịp khai giảng năm học mới, những ngày qua, Trung tâm Y tế huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai đã tổ chức phun hóa chất, chủ động khử khuẩn, tiêu độc khử trùng các trường học trên địa bàn. Theo kế hoạch, Trung tâm Y tế huyện tiến hành phun tiêu độc khử trùng cho 61 điểm trường chính trên địa bàn với 38 kg hóa chất chloramin B. Ngoài ra, 12 lít hóa chất Phendona cũng được dùng phun cho 29 trường học có học sinh ở bán trú để diệt côn trùng phòng chống sốt xuất huyết, viêm não Nhật Bản, sốt rét. Trung tâm cũng đã cấp 115 kg hóa chất chlorine cho 230 phân hiệu, cử cán bộ y tế hướng dẫn các thầy cô giáo cách pha thuốc, lau rửa, vệ sinh trang thiết bị trường học. Phòng giáo dục và đào tạo cũng chỉ đạo các trường học tổ chức tổng dọn vệ sinh ở khuôn viên nhà trường, lau chùi lớp học, bàn ghế và khử khuẩn trang thiết bị, đồ dùng dạy học, chuẩn bị xà phòng rửa tay, dung dịch sát khuẩn nhằm đảm bảo môi trường thông thoáng, sạch sẽ để đón học sinh và khai giảng năm học mới.